Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ có cái video là hướng dẫn vận hành máy xúc bánh xích, hay còn gọi là lái máy xúc bánh xích. Vậy thì khi vận hành máy xúc bánh xích thì các bạn cần biết và cần quan tâm những cái điều gì để có thể là vận hành một con máy xúc bánh xích được. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là một con máy đào bánh xích, hay còn gọi là máy xúc bánh xích. Tại sao nó gọi là bánh xích? Thì cũng đơn giản thôi, vì nó chạy bằng cái giải xích như kia thì nó gọi là máy xúc bánh xích, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay mình sẽ có cái video ôn lại về cách hướng dẫn vận hành máy xúc bánh xích. Thì như các bạn cũng có thể biết rồi, thì cấu tạo cơ bản của con máy xúc thì các bạn cũng có thể nắm sơ qua rồi. Thì mình không giới thiệu nhiều, ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu là hướng dẫn sao vận hành nó thôi. Thì đây là tổng thể của con máy xúc, là con này Doosan DX55. Thì mình có điểm lưu ý đó là gì? Đối với những cái dòng máy mà to ấy các bạn ạ, thì nó sẽ không có cái chân ben, hay cần gọi là cái lam đấy. Mỗi người thì gọi một kiểu, mình thì gọi là ben, có người thì gọi là lam. Thì đối với những con máy nhỏ thì nó sẽ có cái này giúp là mình có thể chống vững, chống cân bằng để mình có thể làm được, giúp cho máy nó cân bằng, hay là mình cũng để ủ. Nhưng mà dòng máy to trở lên thì không có bạn nhé, chỉ máy xích thôi. Thì các bạn nhé, thì nó được phân biệt như sau. Thì dòng máy xích này ấy, thì là nó gồm có hai đầu, cũng giống như ở máy lốp. Cái đầu đằng trước này người ta gọi là đầu bánh phôn các bạn ạ, hay là bánh dẫn hướng. Bánh dẫn này gọi là bánh dẫn hướng này. Cái bánh dẫn hướng này mục đích là gì? Dẫn hướng để đi. Dẫn hướng để đi thì là đầu này đầu trước. Còn cái bánh đằng sau kia người ta gọi là bánh sao, hay người ta gọi là bánh răng ấy. Bánh răng là dùng là ở đây nó gắn cái motor di chuyển, là đẩy nó đi. Thì cái đầu đấy là mình đi đằng đấy là đi lùi, còn đi đằng này là đi tiến các bạn nhé. Đấy, đấy chính là về phần bên ngoài. Ok, vậy thì bên trong cabin thì nó có cái gì và nó cũng có những thao tác gì. Thì đây các bạn, đây là tổng thể của cõi cabin của con máy đào bánh xích này. Đấy, đứng từ đây các bạn có thể nhìn ha. Thì đây chính là cái bộ phận người ta gọi là cái khoang người lái, hay còn gọi là cái khoang của thợ vận hành. Thì cái khoang của thợ vận hành thì nó cũng đảm bảo là thợ vận hành ngồi bên trong có thể vận hành được và thoải mái. Thì cái đầu tiên của mình lưu ý đây này các bạn này. Đây chính là cái ghế ngồi giúp thợ vận hành có thể ngồi được. Bây giờ mình sẽ vào cabin. Thì đây các bạn ơi, đây chính là cái nơi mà ngồi để cho thợ vận hành có thể làm được việc. Thì các bạn có thể thấy đây nhá, đây chính là nơi của thợ vận hành. Thì đây là toàn bộ khung người lái. Vậy thì mọi người chú ý đến cái điểm gì? Thì trước khi vận hành máy xúc bánh xích ấy, thì mọi người phải nhớ được cái thao tác tay cha. Thì bên này thì gồm có các thao cha, bên này thì là gồm có 4 động tác thao tác tay cha. Mỗi bên 4 động tác, tổng cộng là 8 động tác. Là 4 động tác các bạn ạ. Thì đầu tiên các bạn lưu ý cho mình là gì? Đây là cái bộ phận là chìa khóa giúp cho đề máy. Thì đây, chìa khóa khi cắm vào đây mình vặn rồi, vặn bẻ sang phải. Như vậy là nổ máy. Bây giờ mình sẽ nổ máy hướng dẫn các bạn nha. Đấy, mình đề nổ máy xong rồi. Thì đây các bạn ạ, đối với những cái dòng máy đời cổ ấy thì nó sẽ có một cái ga tay kéo lên như này. Nhưng mà con này thì nó có cái ga vặn như thế này. Đấy, con này có ga vặn như thế này. Thì các bạn nhá, đây là một cái ga vặn. Thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn như sau. Ở bên nút tay trang bên phải nó gồm có 4 động tác, đó là gì? Động tác kéo đằng sau này là nâng cần, được chưa ạ? Nâng cần này, cái cần này nó nâng lên này, cái cần này, cần nâng cao lên, nâng cao này bạn này. Đó, cần nâng cao này. Đấy, ngược lại là gì? Ngược lại khi đẩy xuống như vậy thì là sẽ là hạ xuống. Đó, nó ngược lại là sẽ hạ xuống nha. Đấy, cứ một cái đẩy nâng cao lên thì một cái sẽ hạ xuống. Đấy, cái thao tác tiếp theo là gì? Thao tác quặp gầu vào vậy thì là vào gầu. Đấy, cái gầu đang di chuyển các bạn nhìn thấy không? Gầu đang di chuyển này. Đó, còn ngược lại đẩy ra nó sẽ là mở gầu. Đấy, ngược ra là sẽ mở gầu, được chưa ạ? Đấy là thao tác bên tay phải, là gồm có là gì? Đóng gầu, mở gầu, nâng cần lên và hạ cần xuống. Đấy, còn cái thao tác tay trang bên tay trái là gì? Nó cũng gồm 4 động tác, đó là gì? Đẩy cần lên trên như thế này này. Đẩy cần lên trên như này là sẽ là quay phải, được chưa ạ? Đây, quay tròn luôn, cái mâm nó quay tròn các bạn ạ, quay tròn luôn. Đấy, quay tròn luôn. Còn kéo ra đằng sau là quay sang bên trái. Đó, kéo ra đằng sau là quay trái, quay tròn luôn. Đấy, đẩy lên là quay phải, được chưa ạ? Còn cái thao tác là gì? Kéo cần vào lòng là cái cùi chỏ kia, hay gọi là TA, cái cùi chỏ là vào này, vào cần này, được chưa ạ? Đó, còn đẩy ngược ra lại
cũng là thao tác đẩy cần ra, tức là đẩy ti am ra. Đây là đẩy ti am ra. Đấy, thì đây là bốn động tác, bên này bốn động tác. Khi mà bốn động tác này phối hợp với bốn động tác này thì nó sẽ là thành một cái nhuần nhuyễn. Đấy, đấy là về phần thao tác. Ê, mọi người khi mà mới vào chỉ cần quan tâm đến bốn động tác đó, làm sao nó phối hợp thật nhịp nhàng là được. Tiếp theo là gì? Đây là bộ phận, thì con này như mình có nói là có loại máy bé này thì nó có cái ben các bạn ạ. Đây nó có cái ben này này. Đấy, đây là cái gọi là cái ben, đây là cái lam. Thì cái này nâng ben lên này. Đó, là cái thao tác này. Nâng ben lên, nâng lên, hạ xuống. Đấy. Còn lại là những cái thao tác này thì là bình thường. Thì ở đây thì có hai cái chân. Hai cái chân tương ứng với hai bên. Chân này là bên trái, chân này bên phải, là hai chân xích. Thì cái đầu như mình nói lúc nãy là mình đậu như thế này, ở đây là đang ở đầu dẫn hướng các bạn nha, cái đầu dẫn hướng này. Đây cái đầu này là đầu dẫn hướng. Đây là chính là đầu dẫn hướng. Thì cái đầu dẫn hướng này ấy thì là chân bên nào bánh bên đấy. Đây bánh này, chân bên này này. Đây được chưa? Đấy, bánh bên này. Đấy, còn chân bên này thì là bánh bên này. Đấy. Đây là chân chạy tiến nha các bạn nha. Còn đối với đây, còn nếu mà mình di chuyển một bên ấy thì nó sẽ quay tròn này. Đấy, máy nó quay nghiêng sang một bên luôn, tức là quay ấy. Chân bên này vậy mình đẩy lên thì nó sẽ quay sang một bên. Đây, cho các bạn có thấy rõ nha. Mình đẩy chân này thì nó sẽ quay bên này. Đấy. Còn nếu các bạn đẩy hai chân cùng một lúc. Đây các bạn đẩy hai chân cùng một lúc thì máy nó sẽ di chuyển đi luôn, đi cả đều đều hai bánh luôn. Máy di chuyển đều cả hai bánh, đây, được chưa ạ? Đấy. Cũng đồng nghĩa với cái việc đó thì quay đằng sau. Đây quay đằng sau các bạn này. Các bạn quay đằng sau. Quay đằng sau như thế này. Thì cũng như thế thôi, mình không đẩy nữa, mình kéo lùi như vậy. Đây. Mình sẽ kéo lùi nhá. Mình sẽ kéo lùi đây, bánh này về cái bánh này mình sẽ kéo lùi này các bạn này. Mình kéo lùi nhá. Kéo bên này thì là nó đi bên kia kìa. Đây này, ngược lại này. Kéo bên này đi bên kia. Còn kéo bên kia, bên này này thì nó sẽ đi bên này, nó ngược với bên kia. Tức là đầu kia thì nó sẽ đúng chiều, còn đầu này thì nó sẽ kéo ngược. Đây nếu mình kéo đồng thời hai cái thì sẽ đi cả hai cái này. Đó, mình kéo đồng thời hai cái này thì sẽ đi hai cái. Đấy, đấy các bạn thấy rõ chưa? Đấy là về phần là cái chân chạy. Đây, mình sẽ còn nếu mà các bạn có kiểm tra đây thì mình có thể chống xích như thế này ạ. Đây mình chống xích như này. Đây các bạn hiểu rõ hơn. Đây, đây đúng không ạ? Mình đẩy cần này lên thì là nó sẽ là chạy cái bánh xích này. Đấy. Còn kéo cần này thì nó sẽ lùi lại. Đấy, kéo cần này sẽ lùi lại. Thì tương tự thôi. Cái bánh bên này thì mình cũng sẽ quay như thế này. Đây, cái bánh này thì mình sẽ đạp cho các bạn xem. Đây, nó chạy cái xích này đấy ạ. Đấy, thấy chưa ạ? Đấy. Thì cái người mà mới lái hoặc người mới vận hành máy thì mình chỉ quan tâm đến là gì? Chỉ quan tâm đến là các thao tác tay trang này. Và quay cho mình là cái chân xích này thì hai chân xích này thì các bạn này. Là bên này thì chân bên này, cái chân này chân bên kia. Đấy. Còn lại ngoài ra thì khi làm các bạn chú ý cái đồng hồ cho mình là nhiệt độ nước có nóng không? Rồi là nhiệt độ nước có nóng không này, nhiệt độ đây là đồng hồ báo dầu còn nhiều dầu không, và trên đây nó có các đèn cảnh báo gì là lỗi của máy không. Còn đây là chỉ độ ga tay đấy, khi mà mới vận hành thì các bạn chỉ cần quan tâm đến đấy thôi. Cái người mới vận hành thì chỉ cần quan tâm đấy. Còn ngoài ra trên đây thì có một số phức tạp như là đây nút đèn này. Đấy, đây cái này vẽ như vậy là cái hình là hình nút đèn, cái này như kiểu cái này là gạt kính này, gạt qua gạt lại. Còn đây là phun nước này, đây là nghe nhạc. Đây là dòng máy có ga tự động thì đối với dòng máy cũ thì không có, còn đây là nút di chuyển nhanh. Như mình có nói là ga tay thì con này đời cao đây, nó dùng bằng ga vặn như vậy, nó không dùng bằng cái ga mà kéo như ngày xưa nữa. Đấy. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của thằng máy xích thì chỉ như thế thôi. Các bạn đây có thêm cái ben. Thì máy xích thì nó chỉ đơn giản là đơn thuần là chỉ như thế, không có gì là khó cả. Đấy là những cái tay trang mới cho mọi người hoạt động đây. Nếu mà các bạn làm nha, đây này, nâng cần này, hạ cần này, vào gầu mở gầu được chưa ạ? Còn nếu mà các bạn muốn làm mà kết hợp ấy thì các bạn phải xoay, phải vừa quay vừa toa vừa nâng lên thì nó mới thao tác kết hợp được. Đấy. Đối với những cái trường hợp là gì? Là mình các bạn mà muốn xoay máy ấy thì các bạn phải chống lên như vậy. Đây, các bạn muốn xoay máy nhá thì các bạn phải chống xuống vậy. Muốn xoay máy ấy thì các bạn chống lên vậy, chống cao hơn mặt đất so với mặt đất một ít. Đấy. Rồi các bạn đẩy, tức là cái chân bên này đúng không? Các bạn muốn cái máy này nó rẽ đầu sang kia. Nếu các bạn muốn máy rẽ đầu sang đấy ấy thì một là các bạn giữ chân xích này này. Đây, mình giữ vậy nó quay đầu này, được chưa? Đó, giữ chân xích nó quay đầu. Hoặc là kéo cái này để nó lùi, nó quay đầu. Còn nếu không thì các bạn phải chống máy lên như vậy. Chống lên như vậy một tí này, nổi máy lên. Đó. Thì các bạn muốn
máy chuyển sang phải thì quay phải quay toa bên trái, quay toa bên trái như vậy, đồng thời với là phải đạp cái chân xích này này. Muốn quay toa bên phải thì phải máy quay toa sang phải, thì mình cái cần quay toa này thì mình phải quay toa sang trái, đồng thời đạp cái chân xích này. Chân xích này là chân của bên này thì mình phải đạp về bên kia. Còn nếu muốn kết hợp ấy thì là đạp chân này lùi, tức là một chân tiến một chân lùi. Đây, mình sẽ quay toa nhá. Mình kéo gần này quay toa trái này, đạp chân xích này. Đó là sẽ xoay máy này, được chưa? Ngược lại. Đó là sẽ xoay bên này. Đấy. Đấy là phương pháp là xoay máy. Khi mà xoay máy như vậy là giúp mình gọi là nó chuyển hướng nhanh hơn, hay mình gọi là chuyển hướng. Đây. Cái chỗ này thì nó hơi lún nên là máy của mình không thể xoay được. Đây các bạn này, mình sẽ tiến máy lên đây cho các bạn nhìn rõ hơn về cái vấn đề về xoay máy. Tự máy mình đang đứng ở đây, mình muốn chuyển hướng sang bên kia thì mình phải quay toa sang trái và đồng thời xoay hai chân này. Đây. Đấy các bạn thấy không? Đấy, máy xoay chưa? Đấy, ngược lại nhá. Đấy, ngược lại đây. Đấy, mình đạp hai chân này. Đấy là phương pháp là xoay máy, hay người gọi là chuyển hướng cách bắn máy. Thì đối với những người mà mới vận hành hoặc là những người mà mới làm về máy ấy, thì mình chỉ cần quan tâm đến những vấn đề là gì? Là nổ máy lên, vận hành thao tác được, nhớ các động tác và biết chuyển hướng xoay máy là được. Thì các bạn lưu ý là gì? Khi mà máy có xích, máy của mình là máy xích ấy, khi di chuyển ở cái chế độ mà bùn lầy hay di chuyển đường xa ấy, thì lâu lâu mình chống lên như vậy, chống nghiêng một bên luôn. Rồi mình tăng cái xích này lên này. Tăng xích là gì? Mục đích là cho nó khỏi bị kẹt xích ở những cục ga lê, để giúp cho máy của mình là nó đi nó chuẩn hơn, tránh trường hợp là cát kiếc nó kẹt đầy vào ga lê bánh sao, giúp là nó, khi nó di chuyển nó nặng máy là máy không thể di chuyển được. Đấy. Và khi trong quá trình vận hành thì cái người vận hành mới chỉ cần quan tâm để ý là cái nhiệt độ nước của máy này có nóng hay không, nó có cao hay không, và xem có hết dầu không. Hết dầu thì đổ cũng được, nhưng mà nhiệt độ nước cao là phải thông báo với chủ máy liền. Đấy, ngoài ra thì khi làm các bạn chú ý cho mình các hệ thống TO lâu lâu ấy, là các hệ thống TO mình kiểm tra xem là nó có bị chảy dầu không, nghe mùi. Đấy, nếu các bạn nghe thấy mùi thì các bạn lập tức tắt máy liền. Đấy, như mình đây tắt máy liền. Đấy, khi các bạn nghe mùi phát thì các bạn tắt máy liền. Sau khi tắt máy xong thì cái máy, những cái máy đời cao ấy nó có những khóa an toàn vậy này, thì các bạn nhấc khóa an toàn lên. Đấy, các bạn hạ hết kính xuống, đóng cửa và các bạn hoàn thành một cái buổi vận hành máy. Đấy. Thì sau khi vận hành máy hay là trong khi vận hành máy, các bạn phát hiện máy của mình bất thường hay là phát hiện những cái điều gì không ổn thì các bạn nên xuống máy và kiểm tra máy, để tránh trường hợp là máy của mình là bị chảy dầu, chảy mỡ hay là bị xì xẹp ở đâu, để có cái phương án giải quyết gấp. Đấy, tránh trường hợp là mình làm, mình vận hành, mình không biết, mình nghe mùi thì nó chảy hết dầu, hết mỡ thì là tiêu một con máy luôn. Đấy. Thì hôm nay mình ôn lại cho các bạn một số cái thao tác tay trang và một số cái phương pháp là chống xoay máy của hướng dẫn vận hành máy xích. Ok. Vậy thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.